Rồi, xin chào anh em. Chào mừng em trở lại channel YouTube của Team Ta Soccer. Hôm nay mình đang có mặt tại Vũng Tàu cùng với mấy anh em Hades xuống đây đi chơi, nghỉ dưỡng hai hôm, hôm nay và ngày mai. Và chiều nay có một trận thi đấu tại sân gì ta? Sân Thành Nam. Rồi mình sẽ chia team ra hai đội sẽ đá tại sân Thành Nam. Wow, villa rất là đẹp nè anh em ơi. Mấy anh em, có tivi đẹp quá ta. Đây, Đinh Thành Soi Ca. Mọi người nhớ anh Thành chứ ha? Rồi. Rồi, giờ nhận phòng. Lát nữa ra sân. Rồi, sẽ có một trận thi đấu ngoài sân. Chờ xem nha. Dạ bạn. Kiếm ai vậy? Kiếm mèo à? Rồi. Ở đây cho anh em chưa biết FC Hades có ai đâu ha. Đây. Captain. Đinh Thành Soi Ca. Chủ sân đâu? Rồi. Đây. Di Chu. Mười tình. Chị em đặt sân 3 giờ chị. Bèo bèo chắc mọi người biết rồi. Thánh. Đem mấy cái ghế mấy. Gâu gâu. Trường Sơn. Hello. Có ai biết Trường Sơn chưa ta? Để bữa nào làm một clip riêng cho Trường Sơn. Bị thủi heo. Nãy bên bài hai ông vô cặp cầm heo là bị chặt. Xui. Quay luôn quay cảnh đó không? Có. Có anh Quang. Dạ. Rồi gì? Đây. Di Quốc. Hùng Su. Dạ. Yeah. Và hai thành viên mới. Anh tên là gì nhỉ? Anh Cường và Hiếu. Hiếu rồi, ok. FC Hades hôm nay có chuyến tự hành xác nhau tại Vũng Tàu. Ở đây còn Hồ Viết Trung. Thanh nữ Nhật Bản. Đây. Và Trinh. Từ khéo chó. Đây. Đủ mặt. Rồi. Chụp tấm hình đi nha. Ở đây hai bên chia hai đội đá. Xem đội chẵn có ai nào. Đội chẵn. Di Quốc. Thành Long. Đinh Thành. Trường Sơn. Mười Tinh. Rồi. Di Chu. Và mình nữa nha anh em. Rồi đội lẻ có ai nè? Hồ Viết Trung. Ok. Một. Ai tân banh hay đằng kia thấy ta. Trình. Rồi. Anh Quang 79 luôn. Hùng Xù Thủ Môn 13. Bèo, bữa nào sẽ làm một clip riêng về Bèo mới được. Người ta khen nè, Bèo đè người rất là hay nè. Ok. Rồi, Tiến. Con cánh chó áo số 23 nhưng mà là trọng tài rồi, không được vô đá. Mình cũng chung số phận luôn, ra đứng ngoài phim có được đá đâu. Đi đi. Ok. Rồi, chuẩn bị nha. Chuẩn bị qua đánh ngồi đi. Rồi, vô. Bấm giờ. Rồi. Ồ, sân với Vũng Tàu khá là rộng. Hiệp 30 phút ạ. Đá 5 đá 1 chụp và sử dụng bóng nảy sai 4. Hiệp 30 phút ạ. Còn bước giờ đi, còn bước giờ đi đánh lại. Ông ai sân? Đi nè ra sân nè. Súng nó. Hay quá Thành ơi. Chú. Sút. Còn cái nữa. Hay.
Hay quá, qua người rất gọn, chích mũi không vào. Chạy chạy chạy. Không vào. Bèo chạy mạnh vô. Giữa chứ. Chật khe. Đá banh phong cách Vũng Tàu. Cũng khá vui. Trời quá trời luôn. Các bạn đó hay. 3 đánh 1. Không vào. Một cú dứt điểm của Đinh Thanh. Hùng Xù đã cản phá thành công. Thêm một cái nữa. Hẹo xuống hiếu. Ồ. Đột phá. Dứt điểm. Chậm tay cầm còi không bao giờ thổi. Wow. Oh. Oh. Hay quá, cầm cụ trễ. Đã đâu giờ Sơn ơi. Không đành dưới này nè em ơi. Đi kia tới kìa. À có anh gì kia mà. Còn một tình huống chân về rất tốt. Đối diện Gun. Wow. Một pha ghi bàn của Đinh Thanh. Thỏ giờ luôn hả? Anh coi em chưa? Vô anh coi với đi. Một cái điếc luôn vậy. Wow. Vào, không vào. Chà. Tính đá phạt góc vào luôn, nhưng mà 50 chân trái. Ồ, hơi nhẹ. Ừ, sửa lưng. Đây đây, đồng banh, đồng banh, đây đây, đây đây. Không vào.
Trời ơi. Chích mũi nhưng không. Xích tí nữa có bàn thắng cho Đình Thành. Bị gấu à. Điêu, một điêu. Wow. Cô đồng viên nha, cạp đi, cạp ngoài. Anh còn kêu nhát nữa ta. Pha đột phá ghi bàn của Đinh Thành. Wow. Nghe có một tài đâu đó. Cái ba chạm với lại con tù. Vô chấm hết. Dạ, còn 20 phút nữa. Qua cầm xíu ơi. Mỏi quá. Đừng ăn mừng. Về mấy đó. Ra ngoài. Không vào. Đồ. Đột phá ghê trời. Quay phim được rồi. Bảy ba, bảy ba.
Ôi trời ơi, hai cột luôn. Hello anh. À hai. Ôi chà, ghi bàn luôn. Ghi bàn xong té luôn mấy ghê. Rồi, kết thúc. Ê, chụp đúng hình. Rồi, kết quả là 14. Bây giờ anh em mình làm số 6 không sao ta? 14 luôn nè. 14. Chỉ vô sơn nha. Dạ. Năm 14 vậy thấy 14 rồi. Nè, có số 6 nè. Anh là số 10 đúng không? Ấy. Ai đá. Ai đá ẩu. À. Số 10 tên số 4 là 14. Ok. Rồi. Kết quả là đội chẵn giành chiến thắng với tỷ số là 14. Rồi, kết thúc trận đấu. Về hồ bơi bơi nào. Sao cái gì? Sao không? Sao không? Đau quá nha. Đau quá, bên này sâu quá nha. Em sâu quá nha. Sâu ghê. Mẹ lúc đầu. Rồi, Bèo với lại Trường Sơn đã đi chợ về. Bèo đã thua và phải lãnh trách nhiệm đi mua đồ ăn cho toàn đội. Ồ, có bánh sinh nhật đúng không ta? Hùng Tù vẫn miệt mài chà ly để lấy uống bia. Các bạn. Này là hậu quả của đội thua à? Chúng mình đâu thua, chúng mình thích làm thôi. À, do mình thích làm thôi. Chuyên gia gia vị làm tới cái gì rồi? Sắc ớt xong rồi đúng không? Nãy sắc chanh, giờ sắc ớt. Rồi chuyên gia gia vị chuyển qua Hồ Viết Chung rồi. Nãy đang nướng than, giờ chuyển qua. Có người dành rồi. Có người dành rồi, nướng than rồi. Chuyển qua pha gia vị rồi. Này có gì trong đó vậy ta? Đường, tiêu. Là gì nữa không? Bạn làm mấy thôi, nói chừng không ăn bạc đó nha. Dạ. Hồi nãy có thấy để hũ. Ủa này là ớt xanh mà đúng không? Ớt xanh để chấm nè. Còn cái này là gì ta? Wasabi. Hải sản đã tới. Tới. Hàng về. Hàng về, hàng về. Ê, tò dưới ta. Lật mặt kia nè. Kê vô mặt đi. Kê vô mặt coi tò cỡ nè. Nè con một cái tô. Dạ, tôm sú. Trời ơi con nào nấy to dã man. Tôm sú nó vừa. Dạ mình nấu mình biết mà. Trời, nó còn sống mà ướp luôn đúng không? Nấu cháo tôm sa tế. Sự đó. Tôi thua là một bọt xoài không xuống đây. Phụ nhà hàng đỉnh cao. Nói nữa giờ. Thì dễ không anh em? Thấy nó ăn dễ không anh em? Dễ nhớ tập nha. Dễ nhớ làm nha. Có bịch to, bịch nhỏ nha. Kêu to dưới ta. Bây giờ cũng phải bật. Rồi sau nửa tiếng đồng hồ không biết than đã cháy chưa? Cháy hết rồi. À vậy hả? Nãy cháy còn cho không luôn. Tưởng còn cháy chứ than chưa cháy. Nướng tôm. Tôm nướng freestyle. Lập đội các kiểu. Là mình chia món luôn, chia luôn hả? Hay vô chấp tụi chia? Chia hả? Chia. Cắt ra một nhỏ nữa. Cắt nhỏ nữa hả? Cắt từng râu, ra chứ. Từ từ. Cắt cho nó chỉ lẻ. Tôm hấp sa tế. Còn bên đây là? Bên này là nghêu hai cồi. Nghêu hấp xả. Hấp xả. Có dĩa chưa? Wow, hấp dẫn quá. Đi gom dĩa nè. Hôm nay bác cùng họ hát nơi đây, mọi người bên nhau ta hát cùng sinh nhật. Hôm nay bác ta cùng tôi hát lên. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday.